Kinh Cốt Khổ là bản kinh được Đức Quan Thế Âm truyền lại cho hậu thế và được chuyên dùng để cứu khổ cho người đang còn sống, vượt qua được các khổ nạn. Thường xuyên trì tụng bản kinh này có thể giúp mình và người mình cầu nguyện dần được thanh tịnh thân tâm, hồi hướng về điều thiện lành, sớm được giải thoát khỏi các sự khổ, tai ương, nạn ách, tật bệnh, vân vân. Sau đây là diễn nghĩa từng đoạn của bài Kinh Cứu Khổ. Diễn nghĩa Kinh Cứu Khổ. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát. Ý nghĩa là: xin nương tựa về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đầy lòng thương xót chúng sinh bao la vô cùng tận, với sự linh ứng chẳng thể nghĩ bàn. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ý nghĩa là: xin nương tựa về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu giúp các sự khổ và các kiếp nạn. Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Ý nghĩa là: trăm ngàn vạn ức chư Phật, số lượng ấy như các sông Hằng, nhiều vô số chẳng thể nghĩ bàn, công đức của chư Phật ấy chẳng gì đo đếm được. Phật cáo A Nan ngôn: thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ. Ý nghĩa là: Phật cho A Nan biết những sự vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của bài kinh này có thể cứu người thoát cảnh ngục tù, có thể cứu người thoát cảnh bệnh nặng nan giải, có thể cứu người thoát khỏi những thiên tai nguy hiểm và hàng trăm loại nạn khổ khác nữa. Nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Ý nghĩa là: nếu như có người trì tụng bài kinh này được hàng ngàn lần, thì người ấy sẽ có thể thoát được khổ nạn của mình. Nếu như trì tụng được hàng chục ngàn lần, thì cả gia đình thoát được khổ nạn. Nam Mô Phật Lực Oai, Nam Mô Phật Lực Hộ. Ý nghĩa là: xin nương tựa vào ai lực đại bi của chư Phật, xin nương tựa vào lực hộ trì của chư Phật. Sử nhân vô ác tâm linh, nhân thân đắc độ. Ý nghĩa là: người sử dụng bài kinh này không có tâm trí xấu xa thì thân thể người ấy sẽ được độ duyên tai qua nạn khỏi. Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát. Ý nghĩa là: hồi hướng về ánh sáng từ bi như Đức Bồ Tát, hồi hướng về điều thiện lành như Đức Bồ Tát, hồi hướng về Đức Bồ Tát cao thượng như chư vị đại thiên vương trấn giữ nơi chánh điện. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu. Ý nghĩa là: các tu hành giả đã thọ giới tỳ kheo, đạt được công phu tu tập thanh tịnh thân tâm, nếu lỡ như gặp phải ma chướng khổ nạn liên quan đến cửa quan thư kiện tố tụng thì sớm được giải oan, minh bạch, thoát nạn. Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La Hán, cứu hộ đệ tử nhất thân ly khổ nạn, hoặc là cứu hộ đệ tử cả chúng sanh thoát ly khổ nạn. Ý nghĩa là: các vị Đại Bồ Tát và 500 vị A-La-Hán, xin hãy cứu giúp và bảo hộ cho. Điền vào chỗ trống. Ở phần này, mình có thể đọc họ tên người đang gặp nạn, cần được cứu giúp, hoặc đọc cho mình và tất cả chúng sanh đều thoát được khổ nạn đang vướng nơi thân mình. Ví dụ, cứu hộ đệ tử Nguyễn Văn A nhất thân ly khổ nạn. Hoặc nếu không cầu nguyện cho người nào cụ thể thì mình có thể đọc cứu hộ đệ tử cả chúng sanh thoát ly khổ nạn.
Tự ngôn quan thế âm, anh lạc bất tu giải, cần độc thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên đắc giải thoát. Ý nghĩa là, lời này tự Đức Quan Thế Âm đã nói, chẳng cần trì niệm lần chuỗi anh lạc, cần tĩnh tâm hồi hướng, trang nghiêm trì đọc ngàn vạn lần, và thực hành sửa đổi thân tâm cho lương thiện minh bạch, tự nhiên các sự khổ sẽ chuyển hướng mà được giải thoát. Tính thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết, kim ba đế, cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tỳ lê ni đế, ma ha già đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. Ý nghĩa là, người có niềm tin thực hành theo lời dạy trong bài kinh này, rồi trì tụng tôn danh của bảy vị thất Phật diệt tội, nguyện cho mọi công phu hành trì được thành tựu các tường viên mãn.